Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay Smart Home xin giới thiệu với các bạn về cái bộ bơm nước tự động có cảm biến phao mực nước nhé. Thì ở đây là có cái cảm biến phao này. Đây thì nó có cái mực nước nó nâng lên hạ xuống. Thì các bạn cái ứng dụng này nó rất hay dùng để mình đổ xuống người là rót rượu. Khi mà đầy thì họ không biết cái thời gian rượu đầy, họ thường đổ video. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái bộ này để bơm nước khi mà bơm nước hoặc rượu. Và khi mà rượu đầy thì cái phao này nó sẽ nâng lên và cái bộ này sẽ điều khiển máy bơm nóng ngắt. Đây là bộ điều khiển này. Bộ điều khiển thì hoạt động ở điện áp 12V nhá. Thì có in cộng in trừ là đầu vào này. Tải là máy bơm này. Ở đây mình đang cấp 12V này, pha jack này. Và nguồn adapter này. Còn đây là máy bơm này, MB385 này. Có thể bơm được rượu luôn cũng được. Ở đây mình coi như là đây một bình rượu, đây mình bơm một cái can 10 lít chẳng hạn, ví dụ vậy. Bây giờ mình khi mình bật thì rượu sẽ được bơm vào bình đấy, bơm cho đến khi phao nó đầy. Để các bạn chú ý cái phao nhé, máy bơm này bơm khá là mạnh, bơm 12V. Khi mà bơm thì đèn relay nó sáng này, có một đèn bao nguồn và một đèn relay sáng, và còn đây là nút reset. Đấy, chuẩn bị phao đầy này. Đấy, phao đầy thì đèn ngắt, còi kêu, còi nó sẽ kêu 2 tiếng và cảnh báo đến khi mà mình tắt nguồn mới thôi. Khi mình muốn rút cái này ra thì chú ý là mình không nâng cái này ra nhé, mình tắt nguồn, bởi vì nâng cái này ra thì bơm nó lại bơm tiếp này, nhìn thấy. Đấy. Lúc này ra thì nó sẽ hiểu là cái này nó lại được đóng lại tín hiệu thì máy sẽ bơm tiếp. Thì tránh như vậy thì mình sẽ tắt nguồn nhé. Đấy, tắt nguồn đi và mình thay can. Ở đây mình sẽ bơm một loại một lần nữa. Đây, đổ can rượu này đi, nhiều rượu quá. Ok, bây giờ mình lại tiếp tục mình đặt vào đây và mình bơm cái can rượu mới và mình bật nguồn lên. Đấy, chu trình nó rất là đơn giản vậy thôi. Cứ nước đầy hoặc là rượu đầy mà vượt phao thì mạch sẽ dừng, ngắt động cơ. Đây mình đang test lại một lần nữa cho các bạn xem. Đấy, các bạn chú ý cái phao nó được nâng lên nhé. Mình đặt ở phao ở ngưỡng nào thì nó nằm ở ngưỡng đấy. Đấy, muốn ở trên này cũng được, thì do mình đặt phao thôi. Thì lúc mình rót rượu mình muốn can nó đầy ở vị trí nào thì dừng ở vị trí đấy. Đèn còi kêu này, đèn tắt đây. Đấy, thế là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của bên mình.